Trung Quốc yêu cầu công khai danh tính các tài khoản mạng xã hội có hơn 500.000 người theo dõi. Các nền tảng truyền thông xã hội phổ biến nhất của Trung Quốc bao gồm WeChat, Douyin, Baidu, Xiaohongshu, Bilibili. Hôm 31 tháng 10 đã thông báo rằng các tài khoản có hơn 500.000 người theo dõi sẽ được yêu cầu hiển thị thông tin thật. Các tài khoản này được chính phủ Trung Quốc gọi là các tài khoản tự truyền thông, tức là cung cấp các thông tin không chính thống, không phải là của chính quyền. Các cơ quan quản lý của Trung Quốc muốn kiểm soát để thành lập không gian mạng của Trung Quốc. Tin đồn về chính sách mới đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi giữa người dùng. Một số người, trong đó có ông Hồ Tích Tiến, cựu tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu, đã bảo vệ biện pháp này. Ông nói rằng biện pháp này là cần thiết nhằm buộc các tài khoản có ảnh hưởng phải sử dụng lời nói và đăng tải thông tin có trách nhiệm hơn. Các biện pháp mới sẽ loại bỏ tính ẩn danh của hàng nghìn người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, các tài khoản được hàng trăm triệu người Trung Quốc sử dụng hàng ngày. Một số nền tảng cho biết các tài khoản có hơn 1 triệu người theo dõi sẽ bị ảnh hưởng trước tiên. Những tài khoản không tuân thủ sẽ phải đối mặt với những hạn chế về lưu lượng truy cập trực tuyến và thu nhập của họ. Các nền tảng mạng xã hội cũng đã sang xoa dịu mối lo ngại của người tiêu dùng. Giám đốc điều hành Weibo Wang Kaofei 2 tuần trước cho biết rằng chính sách này sẽ không mở rộng cho các tài khoản có số lượng người theo dõi dưới 500.000 người.